Thưa quý vị, thời gian gần đây, đường dây nóng Alo Cử Tri liên tiếp nhận được nhiều phản ánh của người dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phải sống bất an bởi nguy cơ tai nạn giao thông và đường nông thôn bị cày nát bởi tình trạng xe quá tải. Sụt lún, chi chít ổ gà, ổ voi, tuyến đường liên xóm Ngọc Lâm, Bến Đò đang bị xe quá tải cày nát. Trọng tải lớn, tốc độ cao, nhiều lối cắt ngang, khuất tầm nhìn, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập. Tôi phải dắt tít ra ngoài kia, tôi mới dám đèo con đèo cháu đi. Chứ tôi cũng chả dám đi từ đây ra. Đây mấy ngày hôm nay nó sửa thôi. Chứ mọi khi cứ sửa xong một cái là ô tô to, toàn xe quặng, xe chở than rồi là xe chở gỗ đi cứ ầm ầm. Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, đường không đảm bảo điều kiện lưu thông, nhưng là lối đi tắt giữa thành phố Thái Nguyên với quốc lộ 7. Bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn lựa chọn con đường này để tiết kiệm thời gian và chi phí, khiến con đường nhỏ mỗi ngày gồng gánh hàng trăm lượt phương tiện đi qua. Đây này, vỡ hết cả mương máng này, đấy, đường thì lỗ chỗ này, đấy, trẻ con rồi đi học, học sinh đi học này, thế người già đi chợ là ngã, ngã như ếch luôn, chúng tôi rất bức xúc. Thế mà rồi nhà cửa thì bụi bậm, có thể ngày lau đến 6-7 lần, chục lần bàn ghế, chỉ một tí nó lại bụi bậm vào. Đường xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền địa phương và người dân đã liên tục sửa chữa, nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn. Người dân cho biết, ngoài việc đi tắt thì các phương tiện lưu thông qua đây cũng thường là xe quá tải, quá khổ, trốn tránh cơ quan chức năng. Chẳng hạn như phương tiện này, khi phát hiện tổ tuần tra thì đã quay đầu bỏ chạy hoặc lùi xe như thế này. Đâu em bảo là lùi lên đường mới kìa, kìa nó rộng thì xong là quay lại đây làm việc. Chứ đã đi vào đến đây đâu, mới đi ngay cái chỗ kia thì bảo là lùi lại thì một tí xong là quay lại đây làm việc. Nhưng mà các bác lại bảo là cố tình lùi thế nọ thế kia, thì nói thế thì có dẫn giải đến nữa thì các bác cũng không tin. Thì sau khi là có ý kiến đề nghị của địa phương thì thành phố cũng đã đề nghị lên Sở Giao thông. Sở Giao thông vẫn đã kiểm tra và đã cắm biển đối với cái tuyến đường này. Trọng tải là chỉ là 2,5 tấn thôi, nhưng tuy nhiên đã được cắm ở hai cái đầu đường. Tuy nhiên các phương tiện giao thông quá tải vẫn cứ tiếp tục đi qua tuyến này, là gây lên là bức xúc trong nhân dân. Cũng theo ông Dương, hiện địa phương đã có ý kiến gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và mong sớm có phương án sửa chữa đoạn đường, giải quyết tình trạng xe quá tải đi lại trên tuyến đường này.